Con người sẽ không bao giờ coi trọng ba loại người. Một là dễ dàng có được, hai là vĩnh viễn không bao giờ bỏ đi, và ba là luôn đối xử tốt với bạn. Nhưng thường thì ba loại người này một khi đã rời bỏ đi thì không bao giờ quay trở lại.